Ok anh chị em, deep clearer này mọi người. Mọi người đi sọc theo mặt móng nha mọi người, sọc theo cái đầu móng này, sọc theo giữa móng này mọi người. Yes, pretty. Mọi người nhớ đập đây này, mọi người thấy không? Nhớ đập đây nha mọi người. Nè. Mọi người nhớ đập xuống nha mọi người. Thank you.
xoài hả nè. Ok. Tại biết sao, một khi đã về nhà rồi là biến đi lắm Trang, nó thiệt với em luôn á. Tại vì anh về anh còn edit video rồi tùm lum. Rồi chốt mấy cái đơn hàng rồi tùm lum ấy. Mà về anh đâu phải ở không đâu, anh về phải phụ giờ nấu ăn nấu đồ nữa chứ. Thì đâu có nấu ăn được, thì mệt mà. Nhúng clear cho nha mọi người. Hỗ trưởng vẽ được không? Đồ ngày xưa anh mới vẽ trái tim nó sụn má anh ngồi hả? Nó lâu bật cố nổi không em? Giờ biết vẽ rồi nhanh lắm. Ví dụ như ba màu Huy sơn một này đúng không? Xong Huy vẽ một cái line. Nhớ mà chừa cái này một như cái này giống như là một cái line rồi đó. Xong em vẽ chồng lên. Mà vẽ cái line một ví dụ như màu trắng, màu đỏ. Màu trắng, màu đỏ, màu xanh, đúng không? Thì Huy sơn cái màu đỏ đi. Rồi bắt đầu Huy vẽ màu trắng với màu xanh thôi. Là tự nhiên có cái hình ba màu rồi thấy chưa? Lại nhanh lắm mà em vẽ trái tim nhỏ ở giữa trước nha. Cái em đi chồng lên thôi. Thử đi. Tự nhiên nhìn khách của ông Trang tự nhiên nhớ bà vợ mình ghê ta. Trang vợ mình bà cũng lùn lùn rồi đó. That's good with you, honey. Absolutely, yes. Good. Looks good. Nice. Thank you, honey. Thank you. You shape it, hơn chị. Shape that. Mình lượm tiền thôi.
hồi đó sau lưng bro, hồi đó là đi ăn phía sau chứ. Chạy khóa mọi người bình tĩnh thôi nha. Where you go now? After this, I have to go get my car serviced, get an oil change and all that stuff. Wow. And I still got to put up all my Christmas stuff. I haven't taken it down. Doesn't I? I procrastinated, you know. That's but Christmas. I'm ready to take it down. Time to move on. Of course, find something to eat in between that. So. Yeah. How late do you have to work today? Mm-hmm. How late do you have to work today? It's 7. Okay. Oh, so you work till close. Y'all close at 7? Yeah, we always close at 7. But I think I will leave early, you know? Yes. Can you show me the picture?